Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 5,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tính riêng quý 2 năm 2024, kiều hối chuyển về hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, tuy giảm 19,5% so với quý 1 nhưng vẫn tăng 4,2% so với quý 2 năm ngoái. Trong đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 56,1% và tăng 48,5% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân kiều hối tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, ông Nguyễn Đức Lệnh, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nguồn nhân lực và thị trường lao động tiếp tục là các yếu tố tác động tích cực đến lượng kiều hối chuyển về trong 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố thúc đẩy kiều hối tăng mạnh còn phải kể đến dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng, công ty kiều hối ngày càng tốt hơn, theo hướng thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dùng. Dòng kiều hối đổ về Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, nhất là khi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực. Một số giải pháp thu hút nguồn kiều hối cũng như sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối cần được quan tâm xem xét, triển khai thực hiện trong thời gian tới gồm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối. Đồng thời, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối với định hướng và tập trung nguồn lực kiều hối để phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ thông qua các công cụ tài chính để mang lại hiệu quả lớn hơn. JLL Việt Nam, công ty bất động sản và quản lý đầu tư, nhận định thị trường bán lẻ bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phục hồi với giá thuê trung bình tăng nhẹ trong hai quý tiếp theo. Vào cuối năm nay, thị trường trung tâm thương mại trọng điểm tại khu trung tâm dự kiến sẽ có mức giá thuê khoảng 84 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, trong khi thị trường khu ngoài trung tâm dự kiến sẽ lên mức xấp xỉ 38 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Thông tấn xã dẫn thông tin từ JLL Việt Nam cho biết thị trường văn phòng thời gian qua có nhiều sản phẩm chất lượng với những chính sách cho thuê hấp dẫn khách hàng, tạo sức cạnh tranh cho thị trường. Cùng với đó, nhiều trung tâm thương mại cũng cải tạo và tái cơ cấu mô hình khách thuê nhằm tạo không gian cho những thương hiệu mới gia nhập, giúp thu hút khách hàng cho thị trường bán lẻ. Trong quý 2 năm 2024, sự xuất hiện của một tòa nhà hạng A tại khu vực ngoài trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá chào thuê bằng khoảng 60% giá thuê trung bình thị trường văn phòng hạng A đã đẩy mức giá thuê trung bình của văn phòng hạng A xuống mức khoảng 45,9 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, giảm 2,6% so với quý trước nhưng vẫn tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tình hình nguồn cầu thị trường đang có dấu hiệu chậm lại, chủ đầu tư của nhiều tòa nhà cũ hoặc có tỷ lệ trống cao đã chủ động điều chỉnh giảm giá thuê hoặc đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Đối với thị trường bán lẻ, theo các chuyên gia, nhìn dưới góc độ tích cực, nhu cầu tiêu dùng của người dân được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như mặt bằng lãi suất thấp, tăng trưởng kinh tế cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và mức thuế VAT điều chỉnh từ 10% xuống 8% cho đến cuối năm 2024. Thị trường bất động sản bán lẻ, đặc biệt là các trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp tục được hưởng lợi từ nguồn cung hạn chế, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Theo báo cáo dự đoán du lịch 2024 của trang đặt phòng trực tuyến booking.com, xu hướng du lịch chữa lành được phân loại thành nhiều loại, bao gồm kỳ nghỉ tập trung vào giấc ngủ, hay còn gọi là xu hướng du lịch ngủ, kỳ nghỉ lãng mạn cho hội độc thân và kỳ nghỉ riêng tư cho các bậc phụ huynh. Booking.com thực hiện khảo sát gần 30.000 du khách trên toàn thế giới, đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những người tham gia đã hoàn thành khảo sát trực tuyến vào tháng 7 năm 2023. Trong đó, 67% người tham gia khảo sát của Booking.com cho biết họ cảm thấy hứng thú với những kỳ nghỉ tập trung cho giấc ngủ. Ngoài ra, dựa vào khảo sát này, trang Booking.com gợi ý 5 điểm đến lý tưởng cho xu hướng du lịch ngủ tại Việt Nam. Hội An. Đến với Hội An, du khách sẽ thấy ấn tượng bởi ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng cũng như những khu phố với lô kiến trúc đầy cổ kính. Hội An quy tụ nhiều khu nghỉ dưỡng thích hợp cho du khách thư giãn, vừa tập yoga, vừa ngắm vẻ đẹp của sông Thu Bồn. Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm liệu pháp spa, lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Việt Nam hay trải nghiệm văn hóa trà đạo. Đà Lạt. Với thời tiết mát mẻ và cảnh vật nên thơ, Đà Lạt là điểm đến hoàn hảo cho những buổi tập thiền, chánh niệm hay yoga phục hồi. Du khách có thể tạm thoát khỏi thành thị đầy khói bụi và đắm chìm trong các liệu trình trị liệu chuyên nghiệp đến từ nguyên liệu tự nhiên tại địa phương như cà phê, hoa atiso. Phú Quốc. Đảo Phú Quốc được cho là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên và muốn chăm sóc sức khỏe. Ở đảo Ngọc có vô số chương trình cải thiện thể chất như yoga, thiền định, liệu pháp spa thải độc kết hợp với không gian biển trời tuyệt đẹp. Rất thích hợp cho những ai muốn có một kỳ nghỉ tái tạo năng lượng. Ninh Bình.
mang đặc trưng của miền quê Bắc Bộ, Ninh Bình thu hút du khách muốn tìm đến một nơi bình dị để hòa mình vào thiên nhiên. Vùng đất có địa hình núi đá vôi độc đáo, nổi tiếng với những con sông dịu dàng và các ngôi làng với dáng vẻ truyền thống, là khung cảnh lý tưởng cho hành trình chăm sóc sức khỏe. Đến với Ninh Bình, du khách có thể bình yên, hòa bình với không khí sớm mai trong lúc thưởng thức một tách cà phê nóng. Sau đó, du khách có thể tập thiền hay yoga với những tán cây xanh hay chiều chuộng bản thân với những bài massage truyền thống. Mộc Châu. Thiên nhiên Mộc Châu được ưu ái với cảnh núi non ngàn trùng cùng những đồi chè xanh bát ngát. Đây là nơi du khách hòa mình vào văn hóa địa phương và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống chậm. Du khách có thể tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống và tín ngưỡng dân gian, khám phá những thác nước ít người biết và hít thở bầu không khí của núi rừng Tây Bắc. Mộc Châu là nơi có thể thanh lọc cả tinh thần lẫn thể chất cho bất kỳ ai dừng chân tại nơi này. Ở đây thì coi như là cái niềm an ủi duy nhất và cái động lực duy nhất để tôi cố gắng sống để chữa bệnh. Và các mẹ ở đây là cái niềm vui để cho tôi sống tới ngày hôm nay, thấy rất là hạnh phúc. Nơi đây, nơi thấy hạnh phúc mà bà Nguyễn Thị Phụng, một bệnh nhân ung thư nhắc đến, là ngôi nhà lưu trú mang tên Rumi ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rumi ra đời nhằm hỗ trợ 100% chi phí sinh hoạt cho khoảng 50 bệnh nhân ung thư trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Theo chia sẻ của chị Thảo, Rumi là tên gọi xuất phát từ chính tên người cháu trai rất bậc yêu quý của chị. Đây cũng là lý do khiến chị Thảo coi nơi đây như chính gia đình thứ hai của mình. Con em nó phát bệnh là đầu năm 2018, đầu năm 2019 đó. Thì bắt đầu là cũng tiếp tục điều trị, thì đến được giữa năm, một cái cơ duyên là gặp được chị Thảo. Chị Thảo là người sáng lập ra cái ngôi nhà Rumi này. Nếu mà có Quý Ân Nhân và Mạnh Thường Quân biết đến đó, thì cái nguồn đầu tiên nhận là chỉ là nhận nhu yếu phẩm để nuôi sống bà con bệnh nhân thôi. Còn như cái vấn đề hiện kim á, thì mọi người có thể đến thăm hỏi và trực tiếp trao quà cho từng bệnh nhân. Theo chia sẻ, qua 5 năm hoạt động, cơ sở đã giúp đỡ hàng ngàn lượt bệnh nhân và người nhà đến từ nhiều vùng miền như Bến Tre, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Cà Mau, Bình Thuận được ăn ở, sinh hoạt miễn phí. Lúc đó là mình cảm thấy rất là ấm lòng khi mà con mình bệnh xa quê mà được những người như cô Thảo, mẹ Tường và những người phụ huynh họ chia sẻ. Nên là em lấy ngôi nhà này giống ngôi nhà thứ hai của em rồi đó. Hàng ngày, ngoài các suất ăn cho người sống trong nhà, mọi người sẽ cùng nhau nấu thêm hơn 300 suất ăn khác để phát cho những bệnh nhân lưu trú gần đó, những bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Nhờ có từ thiện của Rumi, ở đây là lãnh cơm đây ăn tới giờ là rất là ngon, mà lại ăn không có thấy ngán. Nhờ ở đây cũng dư tiền ra để mà có tiền mua thuốc đồ uống. Các thành viên tại Rumi còn sáng kiến làm các sản phẩm thủ công, tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập và chụp hình lưu niệm cho các bệnh nhi. Chị Tuyến cũng cho biết, cơ sở còn hỗ trợ các bệnh nhân, các thủ tục, giấy tờ bệnh viện một cách nhanh chóng. Với nhiều bệnh nhân, nơi đây không chỉ là nơi lưu trú trong những ngày điều trị, mà còn là địa điểm san sẻ yêu thương, tăng thêm sức mạnh và niềm tin chống chọi với căn bệnh quái ác.